Xin được gửi lời chào trân trọng nhất tới tất cả các quý vị khán giả đã có mặt ở đây trong buổi tối hôm nay. Cảm ơn tất cả các bạn đã có một đêm thật là bùng cháy. Trước khi đến với màn biểu diễn của nghệ sĩ của chúng tôi thì rất tiếc phải thông báo một tin rằng MCK hôm nay có một chút lý do sức khỏe là không thể đến đây ngày hôm nay được. Vậy nên là tôi sẽ đảm nhiệm. Anh cho
Thank you.
vẫn qua. Làm anh chìm sâu trước khi anh nhận ra. Wow, trong của anh sẽ có em bằng ta. Bởi vì anh muốn nắm tay nhau và bơ dài điều này, để cho em một ngày chẳng còn thấy giọt buồn trầm lắng ở hai mi. Nắm tay nhau và ba bơ dài điều này, bởi vì là there ain't nobody like me. Quên giấc mộng mùa có em nghe thấy.
như ta không cần nhau ở trên đất đó. Cảm ơn tất cả mọi người ở ngày hôm nay. Anh ơi cháy điên.